gì vậy? Đây, ngày hôm qua cái mình đã mua 12 bộ ga niệm của chị Thúy Quyên, đó là số 84 Lê Văn Sĩ, phường 11, quận Phú Nhuận nha cả nhà. Cái mình mua 12 bộ nhưng mà cái mình sẽ xài 2 bộ. Tại vì một bộ nó 4 triệu mấy một bộ mà chị giảm giá. Cái mình mua 12 bộ chị giảm giá cho cái mình tặng một cái nữa. Tặng một cái cho cái mình về phòng mới, nhà mới. Và cái nhà nếu mà ai mà có dùng ga niệm thì các bạn sẽ đến 84 nè, Lê Văn Sĩ, phường 11, quận Phú Nhuận nha cả nhà. Nè, rất là mắc mẻ. Quay gần đây coi. Oh. Mắc mẻ lắm cả nhà ơi. Đây. Mắc rưỡi à. Sướng lắm. Này cũng ngon lắm. Rồi, cảm ơn chị Uyên rất nhiều là em chị giảm giá cho em còn tặng một bộ nữa. Mời quý vị nào có nhu cầu ga niệm gói thì các bạn đến 84 Lê Văn Sĩ, phường 11, quận Phú Nhuận nha cả nhà. Rất là tốt đẹp. Và bà chủ rất là dễ thương, chu đáo nữa. Có tâm nữa cả nhà. Này, cái phòng này của mình là thấy gần 50 mét vuông nữa cả nhà. Này hình cái anh Bình.